một cái bối cảnh thời điểm 1969 khi mà máy bay rải chất độc da cam trên không, các bạn phải băng rừng lội suối để đi tìm một cái giá trị đẹp, đó là cái bức chân dung, cái ảnh của Bác Hồ. Chúng em chưa được nhìn thấy hình ảnh của Bác, nhưng hình như chúng em đã mường tượng ra gương mặt của Bác rất quen thuộc và gần gũi như những người thân quen. Lời Bác dục ta đi tới, bài hát này Trâm viết hoàn toàn từ cái cảm xúc bất chợt. Chúng con được sinh ra khi đất nước đã thành bình, sống trong trời tự do, tuổi trẻ như chim không cánh. Bác kính yêu ơi, nhớ mãi ơn người, học tập người.